Trúc Sao Hoa tổng hợp 10 nam thần hút fan nhất màn ảnh Hoa ngữ. Thứ nhất, Trương Nhất Sơn. Trương Nhất Sơn sinh năm 1992, từng là ngôi sao nhí ở Đại Lục. Năm 2004, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim Nhà có con gái, sau đó quyết định đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Dù không sở hữu ngoại hình rạng rỡ như nhiều nam diễn viên cùng thời, nhưng Trương Nhất Sơn luôn được các đạo diễn và giới chuyên môn đánh giá rất cao về tài năng và thực lực trên con đường diễn xuất. Thứ hai, Lưu Hạo Nhiên. Dù mới 19 tuổi nhưng hiện nay Lưu Hạo Nhiên đã trở thành cái tên đáng chú ý trên màn ảnh xứ Trung. Năm 2014, chàng trai sinh năm 1997 lần đầu bước chân lên màn ảnh rộng với bộ phim Chuyện tình Bắc Kinh đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo phía khán giả. Trong năm 2016, Lưu Hạo Nhiên tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất của mình qua web drama Thanh Xuân Vườn Trường mang tên Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Thứ ba, Tỉnh Bách Nhiên. Tỉnh Bách Nhiên là một trong những nam diễn viên Trung Quốc được đánh giá rất cao về ngoại hình lẫn thực lực. Lấn sân showbiz từ năm 2007, sau khi giành được vị trí quán quân của một cuộc thi ca hát, anh đã được công ty Hoa Nghị Huynh Đệ mời ký hợp đồng. Sau gần 10 năm phấn đấu, giờ đây Tỉnh Bách Nhiên đã có trong tay gia tài là nhiều bộ phim thành công rực rỡ ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình, tiêu biểu là Chóc Yêu Ký, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Đạo Mộ Bút Ký Bản Điện Ảnh, Tình Yêu Vượt Ngàn Năm. Thứ tư, Trần Vĩ Đình. Có niềm đam mê với âm nhạc, là ca sĩ nổi tiếng tại Hồng Kông, nhưng từ năm 2013, Trần Vĩ Đình trở thành cái tên được yêu mến trên màn ảnh Đại Lục với nhiều vai diễn cổ trang trong các phim Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, v.v. Mỹ Nam 8X được khán giả yêu mến nhờ gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ cùng diễn xuất tự nhiên, thần thái đặc biệt. Thứ năm, Ngô Lỗi. Ngô Lỗi sinh ngày 26 tháng 12 năm 1999, nhờ gương mặt dễ thương và diễn xuất hồn nhiên, cậu bé được các đạo diễn chú ý tới từ khi còn nhỏ và nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Tuy nhiên, những năm gần đây, cậu ngày càng khiến khán giả ngỡ ngàng với hình ảnh chín chắn, chững chạc khác hẳn vài năm trước. Ngô Lỗi cũng dần thoát khỏi cái bóng của chính mình thời thơ ấu bằng những vai diễn trưởng thành hơn trong các phim như Tân Thần Điêu Đại Hiệp, Thiếu Nữ Toàn Phong, Lang Nha Bảng, v.v. Từ một diễn viên nhí có gương mặt búng ra sữa, Ngô Lỗi ngày càng ra dáng một nam thần điển hình trong dòng phim ngôn tình truyền thể. Thứ 6, Dương Dương. Được khán giả nhớ đến với vai diễn trong Tân Hồng Lâu Mộng, càng ngày Dương Dương càng khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Hoa ngữ. Những năm gần đây, sự nghiệp của chàng Mỹ Nam sinh năm 1991 càng lên như diều gặp gió. Gương mặt đẹp hoàn hảo không góc chết, thần thái đại thần đĩnh đạc trầm ổn của anh đã hạ gục trái tim của không biết bao nhiêu fan nữ. Thời gian qua, bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên do Dương Dương đóng vai chính đã tạo nên cơn sốt tại nhiều nước châu Á và góp phần đưa tên tuổi anh lên hàng sao hạng A tại showbiz Trung Quốc. Thứ 7, Lộc Hàm. Đã có lượng fan đông đảo từ khi còn hoạt động âm nhạc tại Hàn Quốc, việc quay về nước đóng phim là quyết định khá mạo hiểm với Lộc Hàm. Nhưng với ngoại hình sáng cùng diễn xuất thiên phú, chàng trai 9X vẫn nhận được sự tin tưởng của nhiều đạo diễn. Trong 2 năm 2015 và 2016, mỗi năm Lộc Hàm lại đều đặn tham gia 3 bộ phim điện ảnh, con số không nhỏ đối với bất cứ nghệ sĩ nào. Hiện anh đang bận rộn trên phim trường để thực hiện những cảnh quay tiếp theo của Trạch Thiên Ký, bộ phim truyền hình cổ trang đầu tiên do Lộc Hàm thủ vai chính. Thứ 8, Lý Dịch Phong. Xuất thân từ cuộc thi Cố Lên Hảo Nam Nhi, Lý Dịch Phong bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến qua vai diễn Bách Lý Đồ Tô trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Chỉ trong vài năm, tên tuổi anh đã lên như diều gặp gió, trở thành một trong những nam diễn viên có sức ảnh hưởng nhất trên màn ảnh. Năm 2015, Lý Dịch Phong dồn sức vào mảng điện ảnh với 3 bộ phim được ra rạp, còn năm nay anh đang gây bão với 2 tác phẩm là Chu Tiên và Ma Tước. Thứ 9, Trương Nghệ Hưng. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc khá thành công với những người bạn trong nhóm EXO, Trương Nghệ Hưng, nghệ danh là Lay, còn phát triển sự nghiệp cá nhân ở mảng phim ảnh. Tháng 11 năm 2015, Trương Nghệ Hưng xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh rộng với vai phụ Lý Tương Hách trong bộ phim điện ảnh Trung Quốc Tiền Nhiệm Công Lược 2. Vai diễn này đã giúp anh chàng chiến thắng ở hạng mục diễn viên nam phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Trung Quốc. Từ đó, anh trở thành cái tên được rất nhiều nhà làm phim Trung Quốc săn đón chào mời. Thứ 10, Ngô Dược Phàm. Cũng giống như Lộc Hàm, Ngô Dược Phàm trở về nước đóng phim sau khi đã có thời gian dài hoạt động tại K-pop.
Tính từ đầu năm 2015 đến giờ, Ngô Dược Phàm đã tham gia đến 10 dự án điện ảnh với đủ những vai trò lớn nhỏ. Tên tuổi anh trở thành một trong những bảo chứng doanh thu phòng vé hiệu nghiệm hàng đầu làng phim Hoa ngữ. Gương mặt đẹp, thần thái thoát tục khiến anh được khán giả vô cùng yêu mến. Tuy nhiên, khá nhiều người vẫn còn hoài nghi bàn tán về khả năng diễn xuất của Dược Phàm.